ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới nhiều năng lượng, tràn đầy niềm vui. Video này thì Xuân Mỹ cũng trở lại những thông tin liên quan đến cũ Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và cũng sẽ chia sẻ với mọi người một vài cái suy nghĩ của Xuân Mỹ xoay quanh cái câu chuyện thấy một số người cũng tranh luận. Thì trước tiên Xuân Mỹ sẽ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official. Hiện nay thì mọi người đang tập trung tặng cho cậu Út những cái chiếc view tăng ở trên kênh YouTube. Đó là nhạc phẩm liên khúc Nhạc Hoa Lời Việt. Đây, kênh mới vừa tăng lên 167.000 người đăng ký mấy nay ha. Và cái nhạc phẩm mới đó là liên khúc Nhạc Hoa Lời Việt, do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết. Và mọi người đang tập trung cài view cả nhà. Bây giờ Xuân Mỹ mở lên ha. Nó là được 91.554 lượt view rồi. Trời lập đông mây đèn dâng kính, còn như in bao giấc mơ hoang tàn. Mà mùa đông rồi, dở dang ơi con thuyền tình yêu. Trời đông mà mưa gió nó mở đầu vô một bài hát là mở ra một cái diễn cảnh hết sức là buồn. Trời lập đông rồi mây đen giăng kín nữa, bao nhiêu cái dự định, bao nhiêu cái kế hoạch phải đình lại. Rồi mưa gió, nói chung là thấy một cái tương lai mù mịt không cả nhà. Nhưng mà cái dòng nhạc này thì dòng nhạc, cái bài hát thì dựa trên cái nhạc của cái bài Người Tình Mùa Đông và cái bài bài gì tự nhiên Xuân Mỹ quên cái tên cả nhà. Một thở yêu người ha. Cái cảm xúc của người nghe trong cái phần liên khúc này á, thì nó có nhiều cái cảm xúc khác nhau mà tùy vào cái tâm trạng mà chúng ta cảm nhận ha. Nhưng mà đây là một cái ca khúc nó trầm trầm buồn buồn như Xuân Mỹ nói, nó miên man một cái câu chuyện, những cái dự định, những cái hoạch định còn dở dang mà chúng ta đang ở trong cái bối cảnh là nó u ám mùa đông ấy. Nó không có mở đầu của cái bài liên khúc nó như vậy, nhưng mà sau đó thì nó có những cái tự sự, nó nghiêng về một cái những cái lời tự sự của một người gửi cho một người như vậy cả nhà. Thì rất là mong mọi người tập trung ha, ai có thời gian thì bấm nghe và giúp cho cậu Út Gò Công tăng những chiếc view tăng thiết thực, thì sẽ giúp cho cậu Út Gò Công có thêm doanh thu YouTube. Có thêm doanh thu YouTube thì sẽ trả cái đơn vị quản lý bản quyền cho cậu ấy vậy. Rồi bên trang fanpage thì xin giới thiệu lại trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage với 17.000 người theo dõi, với cái email cả nhà nhớ. Cái chỉ duy nhất có cái fanpage chính thức của Hồ Văn Cường mới có cái email này, contact.hovancuong@gmail.com, bởi vì có tạo mỗi email thì tạo được có một Facebook thôi, cho nên là cả nhà nhớ ha, contact.hovancuong@gmail.com. và 17.000 người theo dõi, cho dù làm những cái hình này giống hệt nhau nhưng phải là cái địa chỉ mail này nổi lên ha. Phải đúng cái địa chỉ mail là contact.hovancuong@gmail.com. Chúng ta chỉ cần nhìn địa chỉ mail là chúng ta biết trang này trang giả hay trang thật ha cả nhà lưu ý cái phần đó ha. Hôm qua thì có một cái nick ở thành phố Hồ Chí Minh cũng Hồ Văn Cường fanpage ha, nhưng mà là không có gì đăng gì trong đó, là một cái nick giả cái fanpage của Cường để y chang vậy, vô cũng bình luận rồi ha, nhưng mà là nick ảo thì vô bình luận trong cái phần share bài Nhạc Qua Lời Việt này nè thì đã xóa rồi, bình luận nó đã bị xóa rồi, không còn nữa. Chỉ còn những cái nick nào mà
đã là theo dõi cái trang fanpage của Cường thôi ha, thì đã bị xóa rồi, mọi người nói là đây là trang giả ha. Đây nè, đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, ủng hộ anh Cường fanpage nhưng mà đâu có cái địa chỉ mail, đâu có cái địa chỉ mail như trên này. Cả nhà lưu ý ha, mình vô mà mình nhìn thấy cái địa chỉ mail đây nè, nè mình thấy cái địa chỉ mail này là biết chính xác của Cường ha, contact.hovancuong@gmail.com. Đó là một trong những cái nhận diện, bởi vì một địa chỉ mail thì mở được một Facebook thôi ha, còn bên YouTube thì một địa chỉ mail có thể mở được mấy kênh, nhưng mà Facebook thì một địa chỉ mail hoặc một số điện thoại thì một số điện thoại thì mở một Facebook thôi. À, rồi đây, à, rồi mở Facebook, mở thêm fanpage thì cả nhà ha, fanpage y chang tên như gì thì là đã khác địa chỉ mail rồi, thành ra là bị xóa rồi ha. Ngoài ra chúng ta có thể tương tác với trang fanpage này để chúng ta xem những cái live stream như vậy, chúng ta tương tác, chúng ta giao lưu với cô Út coi ổng nè, bầm môi ha, rồi những cái tút. Rồi đây tới live stream show diễn này 24 tháng 4 nè. Rồi lịch diễn đây, 5 cái lịch diễn thì còn 3, 30 tháng 5 ha, cung đàn thương nhớ, hôm nay là 22 rồi, còn 8 ngày nữa là coi như là tuần sau đó. Đó, tuần này rồi tuần sau nữa là tới nha. Đấy, thứ năm tuần sau là tới rồi đó ha. Rồi à, 1 tháng 6 thì chúng ta coi show 30 tháng 5, xong rồi 31 chúng ta lanh quanh chơi ở Sài Gòn, xong chúng ta coi show 1 tháng 6 của nhà hát Bến Thành ha. Xong rồi chúng ta về, ai đi show Đà Lạt thì ngày 8 tháng 6 quay trở lên, ngày 7 tháng 6 quay trở lên gì đó ha. Rồi đây show Đà Lạt 50 năm cuộc đời âm nhạc Nguyễn Nhất Quy, khách mời Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường, Lâm Hùng, Sơn Hạ. Thì hôm qua liên quan tới show diễn này thì hôm qua cũng đã có một cái tút của bên Đàm Vĩnh Hưng đăng, rồi Lulu Lola cũng đăng ha. Thì giờ Xuân Mỹ vào show 30 tháng 5 trước đi. 30 tháng 5 Xuân Mỹ vô sơ đồ vé của 30 tháng 5. Vé 30 tháng 5 thì còn 170 ha cả nhà. Ai muốn book vé thì book vé, còn 28 vé đỏ, 58 vé vàng và 85 vé xanh. Đây. Còn trăm mấy chục vé nữa. Bán hơn 300 vé gì như vậy là cũng rất là khá trong bối cảnh mà Cường có liên tục 5 show như vậy ha cả nhà. Đây ha, nè. 28 vé đỏ, 58 vé vàng và 85 vé xanh, coi như còn 170 ha. Rồi. Đó là show 30 tháng 5, giờ show 1 tháng 6 nè. Trời mùa đông mây đen giăng kín, số Bến Thành thì còn loại vé 1.700.000, 1.300.000 và 1.000.000 ha. 1.000.000 là mờ này, màu xanh nhạt này, đậm này là 1.300.000, này đỏ là 1.700.000, cam là 1.700.000 ha. Thì quý khán giả nào muốn book vé xem show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ 0913136109. Xuân Mỹ sẽ kết nối với bạn Hồng Phước Đặng để cho mọi người có chiếc vé xem show ha. Giờ Xuân Mỹ vào trang Lulu Lola nha, không vô chỗ Đàm Vĩnh Hưng trước đi. Đàm Vĩnh Hưng có cái tút này nè. Đàm Vĩnh Hưng có cái tút này nè. Lịch gặp nhau gần nhất của Đàm Vĩnh Hưng nè, các tình yêu 24 tháng 5 thì phòng trà Đồng Dao. 1 tháng 6 thì phòng trà Không Tên. Đặc biệt ngày 8 tháng 6 sân khấu Lulu Lola trên Đà Lạt, trong đêm nhạc của Nguyễn Nhất Quy, sau khi làm tròn bổn phận và đúng với chương trình của đêm nhạc, tác giả tác phẩm, tức là đêm nhạc là hát những cái bài hát của Nguyễn Nhất Quy sáng tác đó, thì Đàm Vĩnh Hưng được phép hát một số bài khác theo mong muốn của các fan tại Đà Lạt. Và cũng là lần đầu tiên này ảnh viết qua để nhấn mạnh đó nha. Lần đầu tiên Hưng sẽ song ca với Hồ Văn Cường một hai bài đặc biệt.
Ai muốn tránh nóng của Sài Gòn thì bay lên Đà Lạt nhé. Đây ha, nè, đăng trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng nha. Nè, trang này trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng nha. Có share cái kênh YouTube vô luôn. Fanpage chính thức của Đàm Vĩnh Hưng. Đây, Xuân Mỹ cho cả nhà nè. Đặc biệt trong đêm 8 tháng 6 phải không? Sau khi mà làm tròn nghĩa vụ với đêm nhạc của Nguyễn Nhất Quy thì Hưng cũng hát một số bài cho Bolero ha. Nè, cả nhà thấy không? Lần đầu tiên cái chữ lần đầu tiên này ảnh viết in lên so với những dòng chữ Việt thường thì ảnh gây sự chú ý ha, anh nhấn mạnh, tức là ảnh đã giới thiệu luôn cho Cường rồi đó. Một đôi dòng như vậy thôi, và cũng là, tức là một dòng thôi, và cũng là lần đầu tiên Hưng sẽ song ca với Hồ Văn Cường một hai bài đặc biệt, tức là Bolero mà cả hai chú cháu có thể hát được, tức là Cường cũng thuộc mà Hưng cũng thuộc đấy. Tuyệt vời không cả nhà? Xuân Mỹ xin chia sẻ thêm là đây cũng có cái link đặt vé nè. Show 8 tháng 6, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường, Lâm Hùng, Sơn Hạ tại Lulu Lola live show Nguyễn Nhất Quy 50 năm. Có là link book vé luôn. Thì Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà là còn vé 1 triệu 9, 1 triệu 7, 1 triệu rưỡi và 900 ha. Nó còn ít thôi nha, chứ không có nhiều nha. Khán giả tranh thủ đó, tranh thủ book các loại vé này. Vé 500 thì không còn lâu rồi. Và Đàm Vĩnh Hưng cũng đưa cái poster đây, cũng đưa cái poster có show 8 tháng 6 nè. Đấy, poster 8 tháng 6 có Đàm Vĩnh Hưng nè ha. Việc mà có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng thì cũng tạo điều kiện, như Xuân Mỹ nói, tạo điều kiện không chỉ Đàm Vĩnh Hưng mà những ca sĩ tiền bối như cô Hương Lan ha, Quang Lê, anh Ngọc Sơn thì thường xuyên không nói rồi, thì sẽ có là một cái cơ hội để cái thế hệ trẻ gặp gỡ, trao đổi, tiếp thu những cái chỉ bảo trong âm nhạc. Trong cái quá trình mà chạy chương trình đó cả nhà, thì cái người tiền bối có thể chỉ dẫn thêm một số động tác, một số cách trình bày trong cái bài hát để cho nó tuyệt vời hơn, luyến lái cho tuyệt vời hơn, đúng không? Thì hy vọng là cái sự góp mặt này, mặc dù là cả hai đều là khách mời trong cái chương trình của một nhạc sĩ, nhưng mà sự cái màn kết hợp này cũng sẽ mở ra, cũng sẽ giúp cho Cường ít nhiều những cái bài học kinh nghiệm, đúng không cả nhà? Rồi, đó là nói về trang fanpage, nói về show diễn của Cường. Ba show diễn thì Xuân Mỹ xin đọc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Quý khán giả nào muốn book các vé xem show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ ha. Như Xuân Mỹ nói thì Cường là đã cái ca hát là cái nguồn thu nhập chính của Cường để nuôi sống Cường và gia đình hiện nay và lo cho việc học, cho nên là kiểu gì thì Cường cũng phải nhận show, đúng không cả nhà? Ít nhiều gì cũng nhận show. Cường nhận show thì chắc chắn sẽ có cái sự hợp tác hoặc là cái sự gặp gỡ. Cũng giống như trước đây chúng ta không thể nào mà nghĩ là Cường có một cái cuộc hội ngộ với Đàm Vĩnh Hưng trong show diễn của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, đúng không? Đâu ai ngờ. Chúng ta chỉ nghĩ là những cái bầu show thôi, nhưng mà không ngờ nhạc sĩ làm show cũng mời Cường. Như vậy là cả hai đều là khách mời trong một chương trình, nhưng mà đây là có sự phối hợp. Bây giờ lẽ ra ví dụ như ở góc độ Đàm Vĩnh Hưng đi ha, Xuân Mỹ chỉ nói thế này thôi. Ngày 8 tháng 6 trên sân khấu Lulu Lola Đà Lạt trong đêm nhạc của Nguyễn Nhất Quy thì Đàm Vĩnh Hưng không chỉ hát nhạc của Nguyễn Nhất Quy, còn hát những nhạc phẩm Bolero, mời fan ủng hộ. Chẳng hạn nếu như mà ảnh có cái gì đó, nhưng mà ở đây ảnh giới thiệu luôn cho Cường này. Và cũng là lần đầu tiên Hưng sẽ song ca với Hồ Văn Cường một hai bài đặc biệt, tức là nhấn mạnh chữ đặc biệt trong đây nữa nha, là có cái sự nhấn mạnh giới thiệu giọng ca hậu bối, giới thiệu giọng ca trẻ. Ảnh là trong thâm tâm ảnh là muốn làm cái điều tốt cho Cường rồi đó, muốn tạo một cái tiếng tốt cho Cường. Xuân Mỹ nghĩ giống như là cái người này á, người ta không có kiểu dây chuyền á cả nhà, người ta phân minh đó, ân quán rõ ràng đó, chứ người ta không có dây chuyền, người ta
vì người này mà ghét lây cả người khác. Kiểu vậy, không thích người này ghét lây luôn người khác, không phải. Một chỉ một vài cái, chỉ có một đôi dòng thôi, chỉ có mấy dòng giới thiệu về show diễn 8 tháng 6 và một dòng duy nhất giới thiệu về Cường, mà cái chữ lần đầu tiên nhấn mạnh nữa, mà thêm cái chữ đặc biệt nữa, là cho thấy rằng ảnh gây sự chú ý đối với fan của ảnh và cả trong giới giải trí luôn. Bây giờ Xuân Mỹ cho cả nhà xem một cái phần trả lời của ca sĩ Trung Quân. Trung Quân thì cả nhà biết rồi ha. Tại sao mà Trung Quân nhận lời? Trung Quân nè. Trung Quân là người này nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không, Trung Quân vừa nói giỡn nhưng mà vừa nói thiệt ở trong đó, tức là cái tiếng tăm của anh Hưng trong giới giải trí tương đối lớn, tức là cái sức ảnh hưởng, đúng không? Nhưng mà đó là nói giỡn, nhưng thật ra là nói thiệt đó. Ít nhiều cái sức ảnh hưởng của Đàm Vĩnh Hưng trong giới giải trí vẫn còn ha, cho nên là cả nhà thấy cái show diễn 4 tháng 5 vừa rồi đã quy tụ hết trơn, thậm nói chung là hết, coi như là gần như là 80% là sao mà sao hạng A luôn của thành phố Hồ Chí Minh là tụ hội về xem show Ngày Em Thắp Sao Trời. Cái này Xuân Mỹ không có ca về Đàm Vĩnh Hưng nha, Xuân Mỹ chỉ phản ánh trên phương diện thực tiễn, quan sát thực tiễn mà nói như vậy. Thì cái sự góp mặt của Trung Quân Idol là một thế hệ sau đàn em, Trung Quân trả lời rất là thẳng thắn. Thứ nhất là cái sức ảnh hưởng của anh Hưng, đúng không? Thứ hai là tụi em là ca sĩ trẻ, tụi em là ca sĩ trẻ rất muốn góp mặt với những cái chương trình show diễn được đầu tư lớn như vậy. Và để làm sao? Để cơ hội cho những cái ca sĩ thế hệ trẻ cọ sát và đứng ở trên, tức là làm khẳng định mình đó, một lần nữa khẳng định mình khi đứng ở những cái show diễn lớn như vậy. Đấy, thì cái suy nghĩ của Xuân Mỹ hôm nay nói với cả nhà thấy đúng không? Sự đứng chung mà hát chung một hai bài song ca như vậy đối với Cường, song ca chung với Đàm Vĩnh Hưng như vậy, đó là một cái cơ hội để cậu ấy học hỏi một vài cái điểm. Tại vì là cậu ấy cũng theo dòng nhạc bolero trình diễn với chúng ta mà, với khán giả mà, cho nên là cái việc mà cái người hai mươi mấy năm luyện tập trong luyện tập và biểu diễn trong cái dòng nhạc bolero thì ít nhiều cũng phải có học được, đúng không? Cái chuyện tiếng tai của ảnh thì bỏ qua bên, bởi vì ở đây mình đang nói tới phần âm nhạc thôi, mình chưa nói tới cuộc sống gì hết. Trung Quân đã khẳng định như vậy, tức là tụi em những ca sĩ trẻ cũng rất muốn đứng trên sân khấu tham gia, được mời, cũng rất muốn được mời tham gia những cái chương trình được đầu tư lớn như vậy, đầu tư tiền tỷ đó cả nhà. Đấy, Xuân Mỹ thì mơ ước Cường một ngày nào đó có những cái show diễn như là Mỹ Tâm vậy đó, Đàm Vĩnh Hưng vậy đó. Nhưng mà thực ra thì mỗi một người có một cái quan điểm, một cái suy nghĩ khác nhau ha. Ước mơ giống như là ví dụ như Cường đi, Cường suy nghĩ là bây giờ con là sinh viên thì con hát ở những cái sân khấu phòng trà như vậy là đủ đủ sống rồi, đảm bảo được cái cuộc sống hiện tại rồi. Nhưng mà tương lai đâu biết được, đúng không cả nhà? Trong cái những cái dự định, những cái hoạch định tương lai của cậu ấy mình đâu có biết được, cho nên là Xuân Mỹ cũng như mọi người, Xuân Mỹ cũng mong muốn Cường có những cái bước tiến, cái bước thăng tiến dài trên bước đường nghệ thuật. Mà để thăng tiến trong con đường nghệ thuật thì cũng có những cái người tiền bối hỗ trợ dẫn dắt mớm lời gì đó. Nói chung là đã có anh Sơn, đúng không? Nhưng bây giờ thông qua cái show diễn của Lulu Lola, Đàm Vĩnh Hưng chỉ nói một vài lời như vậy thôi, nhưng mà thật ra là ảnh đang giới thiệu Cường
cho fan của ảnh nữa đó. Và ảnh cũng, cái này suy nghĩ chủ quan của Xuân Mỹ thôi nha, cái này suy nghĩ chủ quan của Xuân Mỹ là ảnh cũng muốn ngầm, ảnh cũng muốn ngầm nói với những người trong giới giải trí là đối với những người đi trước thì cần rước những người đi sau, cần nâng đỡ những thế hệ trẻ như Cường. Đấy, ảnh cũng muốn ngầm nhắn nhủ như vậy. Cái đó là suy nghĩ của Xuân Mỹ, dự đoán thông qua cái tút của Đàm Vĩnh Hưng thôi nha, chứ Xuân Mỹ thì đâu có tiếp cận với Đàm Vĩnh Hưng hay nói chuyện gì. Thông qua cái giới thiệu chi tiết gì show Lululola và một dòng mà nhấn mạnh lần đầu tiên trong cái viết in như vậy thì cũng, tại vì là cả nhà có nghe cái đầu câu đầu của Trung Quân Idol không? Trung Quân nói là tụi em nhận lời diễn chung với anh Hưng là sức ảnh hưởng của anh Hưng trong giới giải trí, tức là anh Hưng, cái tiếng á, cái tiếng tăm của anh Hưng trong 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 giới giải trí là có cái tiếng lớn, tiếng có cái tiếng đấy, có cái tiếng là có sức ảnh hưởng rồi. Nên là ảnh đứng ra ảnh giới thiệu thì dù sao cũng an tâm hơn, đúng không cả nhà? Ví dụ vậy đấy, ví dụ như bầu show mà làm show mà có, ví dụ như có cái tiếng nói của Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu, giới thiệu ca sĩ này, bầu show mời, thì chắc chắn là bầu show người ta sẽ nghe, người ta sẽ nghe ông Hưng, đúng không? Nghe lời Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu. Thì cũng cái tốt này nó cũng như vậy ha. Cho nên là quý khán giả nào 8 tháng 6 book vé xem show được thì hãy sẵn sàng book vé. Đồng thời chúng ta kết hợp với một cái kỳ nghỉ trên Đà Lạt thì chúng ta book vé ha. Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ không có dự được rồi, vì là Xuân Mỹ phải lo hồ sơ cho con Xuân Mỹ để vào cái lớp 6. Tùy giai đoạn cái nhà, có những show diễn mình rất là muốn đi nhưng mà phải theo hoàn cảnh gia đình của mình. Thì Xuân Mỹ hôm bữa có một cô có một cái nick Lan Nguyễn, hay không phải chị Lan Thành phố Hồ Chí Minh nha, một cái nick Lan Nguyễn khác, là tôi cũng mình cũng rất thích giọng ca của ca sĩ Hồ Văn Cường nhưng chưa có điều kiện đi show được. Mà chị đó thì Xuân Mỹ thấy cũng lớn rồi, chắc cũng trên 60 rồi, rất mong cả nhà thông cảm. Đấy, chị nói viết trên các nhóm á, chị đi viết vô group nhóm nói vòng tay lớn rồi, một số group đấy, thì mong mọi người thông cảm. Thì Xuân Mỹ hiểu hoàn cảnh của một số người. Ví dụ một chị khán giả ở Bến Tre là không có đi xem show Cường được vì có cha mẹ già đấy, muốn đi thăm cháu nội ở Long An mà còn khó nữa, mà năm đi được một lần đấy, không có dứt ra mà đi được vì không có ai thay thế mình chăm ông chăm mẹ già đấy. Thì mong là mọi người hiểu ha. Và chúng ta hãy vui đi, vui với những cái gì mà anh chị em đồng nghiệp người ta làm được cho Cường. Thì qua đây Xuân Mỹ cũng xin chia sẻ với mọi người, mấy bữa nay có cái sự tranh luận là người này tranh luận là cái câu nói, cái câu chuyện của người này nhắc tới tên Hồ Văn Cường thì liệu có ảnh hưởng gì Hồ Văn Cường không, cái tên của cái câu chuyện của người kia nêu tên Hồ Văn Cường, hình ảnh Hồ Văn Cường. Bây giờ Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, ví dụ như Xuân Mỹ nói là trong cái phần chia sẻ hồi 3 tháng 11, Cường nói là con sẽ cố gắng con học thêm một số cái vũ đạo. Đó là lời của Cường chia sẻ, chúng ta có thể chia sẻ lại, chúng ta vui với những cái chia sẻ của Cường. Nhưng mà còn những cái hành động, những cái hành động của chúng ta, ví dụ chúng ta nói chúng ta yêu Cường, chúng ta để cái hình ảnh đại diện của Cường là cái hình ảnh đại diện của cái nickname chúng ta, nhưng chúng ta lại dùng những cái lời lẽ bình luận chửi rủa mạt sát những cái người nghệ sĩ diễn viên khác mà chúng ta không ưa, nhưng mà họ cũng là trong giới giải trí, thì đó vô tình chúng ta mới làm ảnh hưởng tới Cường đó ha. Xuân Mỹ phân biệt rõ ha. Ví dụ như Xuân Mỹ nói là Cường sắp tới cần học theo vũ đạo, học thêm vũ đạo, cái đó là nói theo thực tế là Cường nói ha. Còn ví dụ bây giờ Xuân Mỹ ngồi đây mà Xuân Mỹ rủa anh A, anh B, anh C nào đó trong giới giải trí thì vô tình, ví dụ Xuân Mỹ xưng là Xuân Mỹ là fan của Cường nhưng mà Xuân Mỹ rủa xả ai đó trong giới giải trí thì vô tình cản cái bước hợp tác của Cường, đúng không? Giờ mình ví dụ mình nói tới anh A, anh B, anh C nào đó đi, nhưng mà vô tình anh B, anh C nào đó đọc được trong giới giải trí mà đọc được những cái bình luận rủa xả của chúng ta thì ảnh mà muốn hợp tác với Cường ảnh cũng do dự, đúng không? Cho nên là đó, những cái lời nói như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng tới Cường đó. Còn tranh luận
tranh luận theo quan điểm cá nhân thì Xuân Mỹ nghĩ cái đó là tính chất cá nhân, nó không ảnh hưởng gì tới Cường đâu. Cường không có bị phân tâm bởi những cái tranh luận cá nhân. Cường bị phân tâm bởi những cái môn học, phân tâm bởi những cái show diễn, cần phải sắp xếp lịch diễn sao cho hài hòa giữa lịch học và lịch diễn. Đấy, đó là sự phân tâm. Phân tâm phải lo cuộc sống cho ba mẹ mình như thế nào để cho ổn định. Đấy, chứ còn tranh luận giữa cá nhân fan này với cá nhân fan kia với nhau, Cường không có bị phân tâm đâu ha, mọi người yên tâm. À, mọi người có tác động vật lý với nhau, sức đầu mẻ chán gì thì cũng không có liên quan tới Cường đâu thật. Vì là fan mà, Cường đâu có dính dáng gì tới cái tranh luận của fan đâu. À, rồi, đó là nói về các show diễn. Bây giờ thì Xuân Mỹ lướt qua Đại học Hoa Sen xem còn có thông tin gì. Có một khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện tại lễ công bố cuộc thi sản xuất phim ngắn. Các bạn hãy đăng ký ngay vào đường link thời gian 14 giờ ngày 22 tháng 5 là chiều nay. Theo chuyên trang deadline.com của Mỹ nhận định, nền điện ảnh của Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất châu Á. Vì thế, phim ngắn chính là khởi đầu quan trọng cho những nhà làm phim trẻ chưa có đủ nguồn lực kinh phí được thể nghiệm những ý tưởng mới, tạo bệ phóng, tiến đến những thể loại lớn hơn như phim truyền hình, điện ảnh. Vậy làm thế nào để sản xuất phim ngắn một cách chuyên nghiệp, khai thác chủ đề ra sao, tối ưu hóa kinh phí thế nào cho hợp lý, thể lệ cuộc thi và giải thưởng, tất cả sẽ được giải đáp tại lễ công bố Vietnam Miss 2024 cùng dàn khách mời rất là xịn sò trong mặt kép. Đó là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất Hoàng Thanh Huyền. Chiều nay nha mọi người, đây hai nhân vật. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì cả nhà biết rồi đó, đạo diễn bộ phim Nhà Bà Nữ, sản xuất rồi Hoàng Thanh Huyền ha. Đó, anh đạo diễn này ảnh có cái biệt danh là Dũng Khùng nè cả nhà, tức là ảnh làm những cái bộ phim, những cái phần mà ảnh làm đạo diễn đó thì nó có những cái phá cách đấy. Không phải là Nhà Bà Nữ mà là gì, Đất Rừng Phương Nam, bộ phim mà gây tranh cãi nảy lửa năm ngoái, năm 2023 ha. Rồi, đó là thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào fan club xem còn thông tin gì thì Xuân Mỹ để Xuân Mỹ chuyển sang tin xã hội nha cả nhà. Rồi cả nhà, cả nhà ơi, tối qua cục cưng thăm nhà. Hình như là ít người biết cho nên mọi người vào like, share tiếp tục cho cục cưng nhé. Đây cả nhà, hôm qua là giờ Xuân Mỹ hồi nãy Xuân Mỹ quên mở cho cả nhà cái phần bình luận. Cường xuất hiện đây nè, xuất hiện khuya hôm qua nha, lúc 1-2 giờ sáng. Cả nhà biết làm sao mà ổng vô lúc đó không, ổng tập nhạc xong ổng rảnh ổng vô ổng lướt. Cả nhà có thích liên khúc nhạc ngoại của con Cường không ạ? Con chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ nha. Rồi đây, đây nè cả nhà, bình luận xong rồi ghim lên đây ha nè. Đó, bình luận này thì nhận được 199 lượt thích và 181 lượt phản hồi. Rồi sau đó ổng thả tim nè, sau đó ổng thả tim cho những cái bình luận ở trên kênh đó, bình luận ở trên kênh đó ha nè, thả tim cho những cái bình luận trên kênh đó, thả tim cho nhiều bình luận lắm nha. Cũng vui ha cả nhà, hôm qua thì 1 giờ sáng rồi, đó là 1 giờ sáng rồi nha. Đó, khán giả cũng nhắc trên đây rồi mọi người cũng kêu gọi đi show nè, show chia sẻ của Lulu Lola nữa nè,
luôn 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 là ha. Sau những bản Bolero thành công rực rỡ tại Hà Nội và Sài Gòn thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục đánh thức những tuyệt tác di sản dân tộc bằng những bản mashup Bolero đặc sắc và mới lạ tại sân khấu Lululola 8 tháng 6. Sau tất cả các bài hát trong show của tác giả Nguyễn Nhất Quy thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục mang đến những bản mashup Bolero của mình gửi đến khán giả và thêm một số bài hát mà khán giả yêu cầu ngay tại sân khấu Lululola. Đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta thấy được những tiết mục song ca ấn tượng của Đàm Vĩnh Hưng cùng Hồ Văn Cường. Hai tinh hoa của hai thế hệ sẽ lần đầu tiên kết hợp cùng nhau để mang những bản nhạc xưa trở về vị trí xứng đáng thuộc về. Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường, Lâm Hùng, Sơn Hạ, live show Nguyễn Nhất Quy 50 năm. Còn rất nhiều bất ngờ đang chờ bạn. Hãy đặt vé ngay bây giờ nhé. Và đây là sân khấu của Lululola. Poster ha nè, ở nhà thấy không, có mái che đàng hoàng nha, cho nên không có sợ mưa gió hết trơn nha nè. Đó, trời ơi, sân khấu quá trời lớn luôn ha cả nhà. Nè, mình ngồi mình nhìn ha, đây ha, cái dãy nè nè, nó có dốc nha, nó có dốc cho nên nhìn ngồi trên nhìn nó làm theo cái dốc của cái đồi á. Đông ghê không. Rồi khán giả nhớ ha, bút vé xem show Xuân Mỹ xin đọc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109 ha. Rồi đó là những cái thông tin Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả ha. Còn bên mây lang thang cũng yên nhiên. Về miền Tây. Rồi ở đây cũng nói về trang giả nè, cảnh báo cả nhà trang giả trang thật ha. Thì Xuân Mỹ thấy admin của trang fanpage Cường đã xóa rồi, xóa cái nick giả rồi. Và Vinh miền Đức Phúc rồi đó cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển qua tin xã hội nha. Tin mới nhất liên quan đến đất nước đó là Đại tướng Tô Lâm, nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an, được bầu làm Chủ tịch nước. Thì trước khi mà được Trung ương giới thiệu thì bên chính phủ người ta bãi nhiệm Bộ trưởng, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, xong người ta mới giới thiệu bầu vô Chủ tịch nước. Thì Xuân Mỹ xin đọc cái tin này cho cả nhà nghe ha. Với phiếu bầu nhiêu phiếu, 472/473 đại biểu có mặt tại Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay tại ngày 22 tháng 5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó thì Chủ tịch nước là ông Võ Văn Thưởng hả cả nhà. Ông Võ Văn Thưởng rời nhiệm sở. Thì Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu qua cũng giống như hồi trước cả nhà nhớ. Việt Nam mình có ông Đại tướng ông Đại Quang, ông Đại Quang đi qua làm Chủ tịch nước. Rồi giờ tới Đại tướng Tô Lâm ha. Đây phần Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 1957, quê ở Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ là giáo sư tiến sĩ luật học cao cấp lý luận chính trị, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Ông từng giữ các chức vụ phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng, rồi cục bảo vệ chính trị 1, tổng cục an ninh Bộ Công an, phó cục trưởng, rồi cục trưởng cục bảo vệ chính trị 2, chính trị 1, tổng cục an ninh Bộ Công an, phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh Bộ Công an, rồi phó tổng cục trưởng phụ trách, rồi tổng cục trưởng tổng cục an ninh 1 Bộ Công an, rồi sau đó là thứ trưởng công an. Năm 2016 thì được bầu vào ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công an tháng 4-2016, tức là sau khi ông Trần Đại Quang qua làm Chủ tịch nước thì
Tướng Tô Lâm được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an tháng 4 2016. Đó cả nhà, và đây là chân dung. Chân dung ông Tô Lâm. Chân dung Chủ tịch nước Việt Nam mới của chúng ta ha. Rồi đó là cái tin. Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà một cái thông tin nữa, một vụ liên quan đến trẻ em. Sáng ngày 22 tháng 5, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch Ủy ban huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan chức năng vừa lấy mẫu xét nghiệm thi thể được phát hiện ở vùng biển Đà Nẵng để xác định danh tính, sau khi nghi ngờ đây là cháu B 6 tuổi trú ở Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, mất tích 12 tháng 5. Thì theo lãnh đạo thị trấn Lăng Cô, trưa 19 tháng 5, người dân phát hiện một thi thể trẻ em tại khu vực bãi biển Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngay khi nhận được tin thì lực lượng chức năng Đà Nẵng và người thân của cháu N vào để nhận dạng. Do thi thể không còn nguyên dạng nên phải xét nghiệm DNA từ cơ quan chức năng để biết có phải là cháu N hay không. Hiện nay thì vẫn chờ. Thì trước đó ngày 12 tháng 5, chị cháu N là con trai của anh D và chị T ở thị trấn Lăng Cô được người nhà gửi vào nhà trẻ. Đến khoảng 15:30, do không thấy cháu bé nên cô giáo thông báo cho gia đình. Sau đó gia đình và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm quanh khu vực biển Đồng Dương và phát hiện một đôi dép giống như đôi dép của N, tức là gửi cho nhà trẻ, nhưng mà cô giáo lơ là sao cả nhà. Cái này là chắc là cơ quan chức năng sẽ điều tra, nhưng mà phát hiện thi thể của đứa bé thì nghi là cháu N, chắc là đi ra biển bơi rồi bị sóng cuốn trôi đó cả nhà, ra biển chơi á. 6 tuổi thì cũng chưa vào lớp 1 ha, còn ở nhà trẻ, chuẩn bị hè này vô mới là vào lớp 1 nè. Dù sao thì cũng xin chia buồn với gia đình của cháu N ha, và rất là mong mọi người hãy cẩn trọng nha khi giữ con nít nha. Thứ nhất là ra lộ, Xuân Mỹ thấy rất là nhiều phụ huynh hơ hỏng ha, dẫn trẻ con 3-4 tuổi đi ra đường chơi nhưng mà không có nắm tay nó, buông nó là nó bất chợt nó chạy dù ra đường, là xe người ta thắng không kịp, xe lưu thông trên đường thắng không kịp, rồi chơi ở sông hồ thì chúng ta không quan sát, chúng ta không theo sát á, chúng ta một phút bất cẩn thôi là đứa trẻ nó rời chúng ta liền. Đấy, đó là những cái thông tin Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả hôm nay nha. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Còn lại thì chúng ta trở lại kênh Cường để nghe nhạc cài view cho cậu ấy ha. Đoạn cuối là nắng mang mùa xuân tới ha. Đấy, nghe tiếp nhạc qua là gì? Cái dòng nhạc qua thì là nó, cái giai điệu nó như vậy, cả nhà, nó trầm trầm như vậy. Chúng ta giao lưu ha, hơn 91.000 rồi. Rồi bên Facebook thì chúng ta nhớ là tương tác với trang fanpage của Cường ha. Đây, trang fanpage ha. Rồi một lần nữa thì chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào. Thiệt là nhiều cho nó vui nha cả nhà.